Xin chào các bạn, theo yêu cầu của khán giả, hôm nay tôi sẽ làm bản fusion giữa Zoro và Lucky Zoro. Nào, mời các bạn xem video. Đầu tiên thì tôi sẽ tô màu xanh cho cái mái tóc của anh chàng này và khuyên tai màu vàng, đó là các đặc điểm của Zoro. Da thì màu vàng nhẹ, đặc điểm chung của người châu Á. Tôi đầu tiên sẽ tô cái nền vàng nhẹ trước, sau đó màu đậm sẽ tô sau, và màu đậm nữa sẽ được tô tiếp theo nữa. Tôi thường sẽ sử dụng 3 gam màu. Thêm một chấm trắng ở mắt để tạo thêm sự bóng, tạo thêm bóng cho cái con mắt nhìn cho sẽ sinh động hơn. Zoro thì có một vết sẹo rất dài kéo từ vai xuống đến phần eo, và anh chàng fusion này tôi cũng sẽ lấy cái đặc điểm đó để kết hợp vào. Tuy bản fusion có vẻ béo mập mạp giống như Lucky Zoro nhưng mà vẫn giữ lại các cái vẻ mạnh mẽ của Zoro. Chúng ta có thể thấy bắp tay và phần cơ ngực rất là săn chắc. Cái hình trắng đen này không phải là tôi đào ở trên mạng đâu nhé. Cái này là tôi vẽ ra trước, sau đó là tôi mới đang làm các bạn xem, đây là đang tô màu. Đấy là các bước thực hiện ra một bản vẽ của tôi, một bản fusion hay một bản vẽ cho manga. Còn cái phần vẽ đen trắng đấy thì tôi sẽ để ở phần cuối video cho các bạn xem. Cái quần của nhân vật fusion này tôi lấy ý tưởng từ Lucky Zoro. Đấy, giải dây quần màu xanh. Quần màu xanh rêu và giày màu đỏ. Đáng lẽ anh chàng này tôi sẽ cho thêm 3 cây kiếm của Zoro vào nữa thì trông chắc sẽ hấp dẫn hơn. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho các bản vẽ sau. Đây là hoàn thành tác phẩm. Còn đây, lúc trước đó tôi đã vẽ bản đen trắng như thế này. Đấy, các bạn có thể xem. Không phải là tôi lên mạng tìm được cái bản đen trắng như này đâu nhé. Trên mạng không hề có bản đen trắng như này. Bắt buộc tôi phải vẽ từng chút một. Vẽ phần thô trước, sau đó mới tô màu. Lâu lắm, làm vẽ một cái bản thô này mất khoảng hơn 1 tiếng, tô màu mất 1 tiếng nữa, 2 tiếng đồng hồ.
xong là còn chỉnh sửa cho nó chỉnh chu lại nữa. Không đơn giản như nhiều người nghĩ đâu. Vẽ ở trên phần mềm thì được cái màu sắc nó sẽ tươi hơn, đẹp hơn so với các bản vẽ trên giấy truyền thống. Đấy, các phần vẽ khuyên tai, lỗ tai, răng, lông mày, mắt, mắt sẹo của Zoro. Vẽ này thì tôi thấy khó nhất chắc là ở đôi mắt, làm sao giữ được cái thần thái của nhân vật. Video này tôi đã để tốc độ tăng lên rất là nhanh so với bình thường, có thể tăng lên đến 10, 11, 12 lần. Đấy, việc vẽ cái vải, miếng vải ở thắt lưng quần ấy cũng phải làm sao vẽ cho nó sinh động nhất, cho nó uyển chuyển. Sẹo này thì vẽ dễ rồi, cứ gạch 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 là xong. Tôi thực hiện các bản vẽ này hoàn toàn vì đam mê với cái bộ truyện, với series anime One Piece. Giờ One Piece không chỉ có lôi cuốn mình tôi mà nó còn hấp dẫn rất nhiều khán giả trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Hãy cho tôi một like, một sub. Cảm ơn.